Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn rằng chúng ta đang sống trong thành phố Hồ Chí Minh thì ít nhiều rằng chúng ta cũng có đôi nét thắc mắc về miền Bắc, về những người con gái miền Bắc đúng không ạ? Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tình Em Xứ Bắc, nhạc Trần Bổ Bích, thơ Bùi Thảo và tiếng hát của ca sĩ Kim Dung để hiểu hơn về người con gái xứ Bắc quý vị nhé. Người em xưa